con mà chưa chú dạ. Sao giờ mẹ vẫn còn giận cha rồi sao? Đi con hỏi chồng lên. Cha nói mẹ. Nói sao? Nhưng mà mẹ em giận thì mẹ nghe con nói rồi mẹ thôi qua đây. Cái gì không nghe rõ nói gì? Con ngày ngày cha rồi con sẽ nói. Ok được rồi. Không nghe rõ, không nghe rõ, không nghe rõ, chưa có nghe rõ. Nhưng mà mẹ ngủ chứ, không mẹ đi. Rồi. Giờ sao, giờ sao? Nè. Mẹ vẫn còn giận. Thôi mẹ yêu, mẹ yêu. Mẹ thôi, ngủ lắm. Thôi mẹ yêu, mẹ yêu đừng, mẹ đừng giận cha. Mẹ không có giận ai hết á. Mẹ thôi nãy mẹ giận cha. Mẹ không có. Mẹ thôi mẹ, mẹ giận cha rồi tối ngủ rồi mẹ giận cha. Mẹ không có giận. Mà nãy con nghe, mà nãy con thấy mẹ làm gì nè. Mà lúc thì tối á, mẹ làm gì nè. Mà cha bắt chân cho mẹ, mà mẹ hầu đi tôi bắt chân được. Mà mẹ thâu giận cha. Mẹ không có giận, mẹ tự mẹ bắt chân được thì mẹ tự làm, không có nhờ cha. Sao không sao? Mẹ còn giận cha. Sao chỉ cách đi. Em thấy mẹ. Chỉ cách đi. Cha, nếu mà mẹ đang ngủ, cha nói, em yêu ơi, để anh hôn em một cái rồi em có thể đi ngủ. Sao sao nói lại đi. Anh yêu, em yêu ơi, cho anh hôn một cái rồi anh đi ngủ. Mẹ nói với ông bà cô chú anh chị là mẹ bận chú chị không nghe, nói sao? Em, ông bà chú ơi, nói anh yêu cho anh hôn một cái rồi anh đi ngủ nè. Và mẹ nói không là cha rồi cha làm gì này hiểu chưa? Hiểu giờ cha làm giờ bắt đầu hả? Đây cha nói gì? Em yêu ơi, cho anh hôn một cái đi rồi anh đi ngủ. Mẹ vẫn không trả lời. Trả lời làm gì vậy? Mẹ hôn cho hôn một cái đi. Thôi. Thôi đi. Thôi. Cho hôn một cái đi. Cho sữa không à? Bắt đầu đi cha, hôn đi. Hôn đi. Đi cha, hôn bắt đầu làm gì vậy bà? Hôn đi, hôn đi. Mặt chú cười kìa. Mẹ giấu không được, không được. Đi. Mẹ giận rồi. Rồi hôn đi em ơi. Mẹ không thích cha, mẹ giận. Nhanh lên cha. Bây giờ mẹ giận luôn sữa. Ok. Giờ sao? Mẹ muốn làm gì thì con chiều mẹ. Giờ sao? Giờ tao cả cái mặt bê. Cắt bê đi. Chà. Chà. Hả? Em nói. Anh yêu. Hai chúng ta ăn sáng cùng nhau đi. Ăn cái gì thì anh sẽ đi mua. Em biết. Anh em sai rồi. Em xin lỗi anh rồi sao? Mẹ ơn nhau đi. Trời này, trên trời này. Thầy, cha nói nha. Rồi con lặp lại cho ông bà của chú chị nghe đi. Hồi nãy giờ con nói nhỏ, ông bà của chú chị nghe nè. Nói không? Nói ông bà chị chú nói nha. Nói sao? Nếu mà cha là... Còn rồi cha nói. Rồi mà chị chú nói. Em yêu ơi, anh muốn đi chơi với anh không? Anh sẽ chiều em. Em muốn... ăn gì thì ăn chung luôn thì rồi em sẽ mua hai món, nhiều món lắm em chọn thì em đi với anh. Nói vậy đi. Rồi gì nữa nãy còn có ông em mà và em nghe nhận lỗi của mình, em xin lỗi anh và ba mẹ ôm nhau lại nha. Okay. Rồi nói đi. Okay. Cha nói đi. Nhưng mà nếu mẹ còn giận thì kế hoạch xe ha. Đánh đó. Em ơi. Ngày mai em ăn cái gì? Hai đứa mình sẽ đi ăn sáng. Anh sẽ mua cho em ăn. Anh xin lỗi em nha, em đừng giận anh nữa nha. Không có lỗi gì đâu, giận. Thôi, không ơi. Ủa, không gì mà không? Mẹ dễ luôn. Mai tôi nhìn đối tượng mà. Vẫn còn giận sữa. Giờ con cắt cái hạt này. Cái hoạch tiếp theo đi con. Về ba mẹ. Phải về cha. Phải xin lỗi mẹ. Và cha xin lỗi mẹ. Rồi kia đứng vô bức rồi mẹ tránh ra cha đầu vô bức tường rồi nhận lỗi sai của mình
đi rồi rồi sao rồi mẹ sẽ hết dạ mẹ sẽ cha sao rồi, là sao là chưa rõ là nói anh mà xin lỗi nha, nói rõ anh sẽ không làm vậy nữa. Ok, bê đứng giữa bức tường đi với em rồi phân tay xin lỗi em rồi rồi quỳ gói 5 phút nữa rồi anh mới được ra, hiểu chưa? Ủa, cha là chồng chứ phải là con đâu, con không làm gì được nhưng mà cha là chồng mà. Quỳ gói luôn hả, quay vô tường luôn hả? Nói gì đi. Ok em yêu ơi, em yêu ơi, anh đã biết lỗi rồi, bây giờ anh đang quỳ, anh quay vô tường và anh đang quỳ gói, em hãy tha lỗi cho anh đi. Bà lanh quá bà ơi, bà chỉ bậy mà bỏ đi. Thôi mẹ, mẹ cấm ra cho cha dựa vào bức tường đi để cha xin lỗi mẹ rồi cha nhận lỗi cho mình. Lỗi, cha đâu có lỗi gì đâu mà. Thôi đi, mẹ nằm ở đây nè để gọi cha quỳ cho. Đã quỳ đi hả? Rồi bà vô bức tường. Cha quỳ vô bức tường nè. Rồi con lấy con hai gói nè. Rồi quỳ xuống đây. Cha quỳ xuống đây cho con ơi. Rồi cha quỳ rồi đó. Cha quỳ vô bức tường. Cha để đầu vô bức tường. Rồi để vào bức tường. Không thì đóng ra nè. À vậy cho vậy hả? Rồi quỳ nè quỳ. Rồi dựa vô bức tường. Rồi rồi làm gì nè, thấy chưa? Làm sao? Làm gì nè? Giữa đầu với bức tường. Không phải chắc chắc được. Vậy nè. Chắc vậy nữa nè. Rồi sao nữa? Rồi xin làm gì nè. Xin lỗi em yêu, anh sẽ không giận lỗi ai nữa. 5 phút nữa cha mới được ra. Thấy chưa, cha phải đứng, cha phải quỳ gối. Cha mà thì cha ồi cũng được. Cha ồi cũng được hả? Em yêu ơi, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh. Được chưa? Đúng rồi, vậy đúng lắm. Rồi, vậy 5 phút nữa nha. 5 phút nữa cha phải quỳ 5 phút. Thấy chưa? Rồi 5 phút nữa mẹ hết giận chưa? Mẹ phải giận chưa? 5 phút mẹ hết giận là mẹ phải rồi cha tha lỗi rồi rồi cha. Rồi mẹ phải hương cha. Cha đâu có làm gì có lỗi đâu cho quỳ. Không. Ý con nói là mẹ cha mẹ kỳ lắm. Sao mẹ kỳ? Tự nhiên anh là mẹ làm gì mẹ kỳ? Nè, xây một ngôi nhà nè. Xây một cái lồng mà. Xây một cái này nữa. Nè. Bây giờ sao cho quỳ 5 phút gì luôn hả? Mẹ đưa con cái. Sữa. Sữa ơi. Cho quỳ 5 phút gì luôn hả? Cha con nói nè. Giờ cha quá trời cái giường có xíu mà quá trời gối bông gối ôm gì tôi được chứ. Chật không có chỗ nằm luôn. Giờ sao? Giờ cha làm giống con nè. Cách nào không nữa không? Còn cách nào nữa không? Giờ cha làm giống con nè. Ai nè. Ngồi à, ai xuống? Ngồi xuống hả? Không, cha quỳ. Cha quỳ rồi con ngồi. Cha không có đứng được. Cái gì? Không, cha phải quỳ. Quỳ hay là ơi. Rồi. Rồi, vậy đúng rồi. Không. Không, cái đầu đó vậy đúng rồi. Giờ nhìn coi nè. Rồi. Mình hít thở xuống. Phân tay lại. Rồi cha nói vậy nè. Nói gì? Em xin lỗi, anh xin lỗi. Anh nói vậy em. Anh sẽ yêu em. Anh sẽ biết chặn lỗi của em. Và anh sẽ đi ngủ. Anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Cha nói vậy. Em hãy tha lỗi cho anh đi. Anh xin lỗi. Thì anh sẽ đi ngủ. Em hãy tha lỗi cho anh nha. Được chưa? Mẹ vẫn còn giận kìa. Giận sao? Hết cách rồi phải không? Dạ con kết cách rồi nè. Chị nói nhỏ cho nghe. Không, cháu quỳ. Cũng quỳ nữa hả? 5 phút. Ở lộn. Vậy nè. Vậy 5 phút 10 phút luôn hả? Dạ. Cháu, đại cha có lỗi gì nữa lắm. Lỗi gì nhiều? Lỗi gì nhiều? Giờ ai muốn được chơi này? Không ai muốn cho dần sao chỉ cho cách để cho mẹ dần mọi người phải mọi người phải mẹ
mình phải biết lỗi của mình đi, là con sẽ cho phần thưởng. Sao cái này cô kêu anh hai xuống phụ không? Quay quay. Trời nổi quá à. Chị nổi rồi. Nổi hả? Ừ. Dừng sao? Ngồi xuống xíu nha. Mỏi lắm. Kêu mẹ tha lỗi cho cha đi, cho ngồi xuống đi. Mẹ. Đi cho quỳ đi con nói. Cha mẹ, mẹ tha lỗi cho cha đi. Cha biết lỗi của mình rồi nha. Ok, ngồi đi xuống. À, xuống đọc theo cô nè. Nè. Ai Hiền nha. Ai Hiền đi xin lỗi mẹ. Ai có lỗi gì thì nên ngồi thiền để xin lỗi nha bà con bác đúng không? Ai Hiền. Ai Hiền. Hít thở. Hít thở. Sao sau đó mình sẽ ai vậy? Sao mẹ nói như này? Rồi không, không chỉ tim, gọi lên. Không chỉ tim được hả? Anh vừa ra trả đồng theo con. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Giờ mẹ có nhường vậy, mẹ có dặn cho nó không? Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Ok. Ok không? Giờ ba mẹ, giờ ba mẹ phải đến ba mẹ ôm nhau đi. Ôm nhau luôn hả? Mẹ em cho ôm rồi. Em cho ôm nhau rồi. Được thôi, còn có cái quạt đi. Cái quạt gì? Chà, ôm mẹ. Anh đã cho anh. Không nghe rõ. Cho anh một tí đi. Rồi anh sẽ tha lỗi. Cái gì? Dạ rồi, Hiền tiếp. Rồi lệnh luôn rồi. Đừng nhúc nhích nha. Rồi khi nào mình đếm con. Mẹ mẹ đếm rồi. 1 2 3 bắt đầu. Bữa nay có chiêu phiền nữa trời. Đúng quá. Chị không nổi. Trời ơi, yên tĩnh này chứ. Rồi không cần. Quang chú chi bắt đầu. Quang chú chi bắt đầu. Rồi làm sao con? Đứng, đừng ngồi hi nữa. Là em cần đưa hai tay ra. Anh biết lỗi rồi. Anh biết lỗi rồi. Và anh cho làm vậy nè. Anh rồi cha cha xuống ghế bức tường và cha làm vậy nè. Cha ngồi xuống ghế bức tường ha. Rồi cha làm vậy nè. Rồi cha. Rồi anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi. Rồi cha làm vậy. Chết tim hả? Ngắm con. Đúng. Đó. Ok. Giờ lắm con. 1 2 3 3 Nè đọc hai con. Đây. Làm giống con nha. À. Đưa tay ra. Đưa tay ra. Không hiểu rồi nha, bắt đầu không hiểu rồi đó. Rồi. Mấy cái cách kia thì ok, cách này kỳ kỳ nha. Cách này hơi khó hiểu nha. Mẹ, hôm nay mẹ có xin lỗi cha không? Cái mẹ, cha mẹ đọc theo con. Em xin lỗi. Mẹ không có lỗi, mẹ đâu có làm, mẹ đâu có lỗi. Không, ấy. Nãy này dặn cha. Nó mẹ phải làm em theo con nè. Em xin lỗi em hả? Làm sao vậy rồi? Rồi cha. Anh rồi cha cũng xin lỗi em. Anh cố tình làm sai. Hiểu chưa? Rồi cha, rồi mày đọc coi. Thôi mày không có làm gì sai, tự nhiên mày xin lỗi mà. Thôi mày xin lỗi coi chút. Em xin lỗi. Mày xin lỗi sửa thôi. Không. Lỗi cha. Mẹ đâu có làm gì sai. Mẹ phải là mẹ tha lỗi cho cha. Mẹ tha lỗi. Em xin lỗi. Em tha lỗi cho anh. Em tha lỗi cho anh đi. Rồi. Em biết rồi, anh tha lỗi cho em đi. Em tha lỗi cho anh đi. Rồi, em tha lỗi cho anh đi. Rồi em tha lỗi nói, cho anh đi. Ok, rồi.
Rồi cha nói. Em tha lỗi cho anh đi. Không ok kìa. Ok. Mẹ ok con. Ok cha Hương. Ok con. Ok. Ok cha Hương mới được. Ok cha Hương. Ok sữa. Mở miệng ra. Ok cha Hương. Ok sữa. Con không giận mẹ luôn. Kỳ quá à. Mẹ không tha lỗi cho cha rồi đó, sửa chỉ gì đâu. Rồi giờ sao? Được con, để con sẽ cái lòng con. Giờ sao? Giờ mọi người tập. Giờ mọi người không xin lỗi, con sẽ không ngủ luôn. Làm vậy. Rồi. Ai tha lỗi cho mình coi. Em tha lỗi cho anh đi. Ai tha lỗi coi. Tha lỗi cho anh đi. Mẹ nói đồng ý không? Giờ đồng ý có được ngủ không? Còn chưa tốt chút. Mẹ đồng ý đi. Mỹ. Đồng ý. Mẹ nói mẹ đồng ý tha lỗi cho anh. Nói vậy đi. Mẹ đồng ý với sữa. Để tha lỗi cho anh yêu. Mẹ đồng ý với sữa. Tức quá. Giận mẹ luôn. Tha lỗi cho anh yêu. Con ghét mẹ. Cái gì con muốn sao? Mẹ phải xin lỗi kìa. Con mới thương mẹ. Mẹ đâu có làm gì có lỗi với cha đâu. Mẹ nói mẹ không cho cha bóp chân kìa. Thì mẹ tự bóp chân được. Nó con bận mẹ. Bây giờ muốn sao? Mẹ phải xin lỗi cha đi. Tự nhiên thành người có lỗi gì kỳ vậy? Dạ con giận mẹ. Giận mẹ mỗi đêm luôn. Giận mẹ mỗi đêm luôn phải không? Ok. Giờ mẹ ngủ mình luôn. Mẹ phải xin lỗi cha đi. Mẹ tha lỗi cho cha. Rồi. Rồi cha xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi mẹ. Rồi. Giờ hai người qua nha. Qua. Rồi bắt tay. Vậy nè. Đây. Mẹ không bắt kìa. Mẹ không bắt kìa. Mẹ làm theo con. Kìa không có dính kìa đó. Mẹ. Trả lên. Kìa mẹ không béo kìa trời ơi. Rồi ba mẹ đồng hai coi. Vậy ba mẹ phải thương nhau cho con nha. Đúng rồi phải thương nhau chứ. Ui. Thấy chơi. Vậy đó. Cảm ơn gái nha. Trời ơi. Trời ơi, quân sư nè. Nhà có quân sư nè. Nè con nói ông bà cô chú nếu mà có làm ai giận thì mình phải làm sao. Này mà giống con nè. Ôi thiền. Ôi thiền. Ôi thiền mấy cái này nè. Ôi ôi thiền vậy hả? Ôi thiền vậy hả? Là mẹ có thể xin lỗi. Mẹ rồi. Hiểu chưa? Mẹ hiểu. Mẹ giỡn chưa? Rồi giờ ngủ nó ha. Nó không thương mẹ ha. Rồi chào tạm biệt ông bà cô chú nè. Rồi, bây giờ tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú con. Dạ cảm ơn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp mẹ lại. Mẹ biết ơn con thật là nhiều.